Tai nghe 7F2 Plus, tai nghe không dây chất âm tuyệt hảo, giá trị 450.000, được thiết kế để phù hợp với phong tài của người Việt. F2 Plus đeo rất êm và nhẹ, thích hợp để vận động thể thao, sử dụng Bluetooth 5.3 mới nhất, kết nối nhanh và ổn định, thời lượng pin lên đến 20 giờ, sạc một lần đủ nghe cả tuần, chất âm tốt trong tầm giá, ưu đãi dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút, tặng cắp sạc 2-1 trị giá 150.000 ở dưới phần bình luận. Xin chào các bạn. Các quan chức Lầu Năm Góc vẫn đang đưa ra những lời khuyên về chiến dịch quân sự vào năm 2024. Ba quan chức quân sự Mỹ trong các cuộc phỏng vấn cho biết Mỹ muốn Ukraine tập trung vào các cuộc tấn công tầm xa và việc đặt Crimea vào tình thế nguy hiểm. Một cụm từ được hiểu là tấn công cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea. Trong khi đó, Thống đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns khi phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 11 tháng 3 đã cho biết các khoản tiền bổ sung sẽ cho phép Ukraine tiến hành thêm các cuộc tấn công thâm nhập sâu vào Crimea, tiếp tục nhắm mục tiêu vào hạm đội biển đen của Nga và cuối cùng giành lại thế chủ động tấn công. Cùng thời điểm, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuyên bố các hành động của lực lượng Kiev ở khu vực biển đen là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Crimea. Hành động của chúng tôi ở biển đen là sự chuẩn bị cho một chiến dịch nghiêm túc ở Crimea, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR Kirill Budanov tuyên bố ngày 11 tháng 3. Ngoài ra, đây là một thông điệp cho người dân đã sống ở dưới sự kiểm soát trong 10 năm. Nhiều người trong số họ tin rằng họ đã bị lãng quên, ông Budanov cho biết. Tuyên bố của ông Budanov được đăng tải trên kênh Telegram chính thức của GUR nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu được phát sóng trên truyền hình Ukraine hôm 10 tháng 3. Bộ phim tài liệu do GUR sản xuất điểm lại những thành công của quân đội Ukraine trên sông Dnipro và Biển Đen, chủ yếu liên quan đến các cuộc đột kích của nhóm biệt kích và các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái chống lại hạm đội Nga. Trong phim, một đơn vị đặc nhiệm có tên là Nhóm 13 chịu trách nhiệm tấn công các tàu Nga. Đối phương sẽ không bao giờ có quyền thống trị trên biển, bất kể họ nghĩ ra điều gì. Chỉ huy đơn vị Nhóm 13, người không được nêu tên, cho biết Biển Đen của chúng tôi, Crimea của chúng tôi, đảo rắn của chúng tôi, chỉ huy Ukraine tuyên bố. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Bild của Đức vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã tuyên bố kế hoạch của Kiev về việc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2024. Bộ trưởng Umerov tự tin rằng đây là mục tiêu chiến lược của Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đang phát triển các chiến lược quân sự có thể dẫn đến việc Nga phải rút khỏi Crimea. Vasyl Maliuk, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine SSO cho biết Ukraine đang nỗ lực đẩy hạm đội biển đen của Nga ra khỏi Crimea. SSO đã và đang thực hiện điều này với sự trợ giúp của xuồng không người lái tự sát Sea Baby, vũ khí trước đây từng tấn công cầu Crimea cũng như một số tàu chiến của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nếu Ukraine tấn công cơ sở của Nga ở bán đảo Crimea, Nga sẽ có cách đáp trả, kể cả bằng vũ khí hạt nhân. Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga, cũng chuẩn bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên biển đen. Crimea sắp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo Crimea ở biển đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp cho Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Crimea hiện đóng vai trò như là một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Các động thái bật đèn xanh của Washington và việc tuyên bố chiến dịch tấn công Crimea của Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 13 tháng 3 cho biết tuyên bố của quan chức Mỹ về việc cần phải đổ thêm tiền vào Ukraine nhằm giúp nước này tấn công bán đảo Crimea báo hiệu sự tham gia trực tiếp của Washington vào cuộc xung đột. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên biển đen. Crimea sắp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Tình hình đã đến mức một số quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng chúng ta cần giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea. Nói cách khác, sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào các cuộc xung đột đã chính thức được xác nhận, ông Antonov nói. Nhà ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo rằng
sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine vào cuộc xung đột là một tiến trình nguy hiểm, gây ra nhiều hậu quả khó lường nhất, không chỉ đối với an ninh của Mỹ mà còn đối với cả thế giới. Lời kêu gọi của giám đốc CIA được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phê duyệt gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine, bất chấp việc chính quyền Ukraine liên tục phàn nàn về việc thiếu đạn dược ở tiền tuyến. Trong khi nguồn tài trợ đó đang bị đình trệ tại Quốc hội, Nhà Trắng tuần này đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Kiev, khoản viện trợ đầu tiên trong năm nay. Theo đại sứ Antonov, với gói viện trợ mới này, chính quyền Mỹ đã xác nhận tính nhất quán của đường lối nguy hiểm là kéo dài cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Mỹ không muốn hiểu một sự thật đơn giản rằng không có loại vũ khí nào của Mỹ có thể ngăn chặn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Việc sử dụng các loại vũ khí sẽ chỉ dẫn đến sự gia tăng thương vong trong số dân thường ở quốc gia hậu Xô Viết này, ông Antonov nói thêm. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt giao tranh và khẳng định rằng bằng cách tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Kiev, phương Tây đang loại bỏ khả năng đạt được một đột phá ngoại giao. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh NATO cho rằng cơ sở duy nhất để có thể chấp nhận được cho cuộc đàm phán hòa bình là công thức do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra, trong đó yêu cầu quân đội Nga rút quân vô điều kiện và trả lại tất cả các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine, bao gồm 4 vùng Nga sáp nhập vào năm 2022 và cả bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014. Đồng thời, vào tháng trước, nhân 10 năm Crimea sáp nhập vào Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhắc thế giới rằng phải chiến đấu đến cùng với Nga. Cuộc chiến tàn khốc chống lại Ukraine này được sinh ra bởi chủ nghĩa phục thù của Nga, đúng vào thời điểm nước này cảm thấy rằng thế giới có thể nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác như vậy. Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh trong video được công bố ngày 26 tháng 2. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kiev và các đồng minh của nước này bác bỏ kết quả bầu phiếu tại Crimea, đồng thời lên án và áp các lệnh trừng phạt Nga. Bất chấp 10 năm trôi qua, Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi khôi phục đường biên giới năm 1991, bao gồm cả Crimea. Trong video ngày 26 tháng 2, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác của Ukraine chiến đấu vì luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, viễn cảnh lấy lại Crimea theo tất cả các chuyên gia là rất khó với Ukraine, bởi bán đảo này được coi là chén thánh với Nga. Vadim Skibisky, Phó Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, Tổng thống Nga Putin và các lực lượng Nga sẽ làm mọi thứ có thể để giữ vững bán đảo Crimea và có nhiều lý do đằng sau quyết tâm này. Nga quyết giữ vững Crimea vì bán đảo này đóng vai trò then chốt đối với việc Nga phóng chiếu sức mạnh trong vùng. Ông Skibisky cho biết, Nga hiện có hàng triệu binh lính trên lãnh thổ sáp nhập Ukraine ở những vùng như Đông Donbass, bán đảo Crimea và hành lang đất liền tại miền nam Ukraine. Phó Tổng cục trưởng Skibisky cho rằng, bán đảo Crimea chiếm vị trí đặc biệt trong 20% lãnh thổ của Ukraine bị Nga kiểm soát. Theo ông Skibisky, kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga đã biến bán đảo này trở thành một căn cứ quân sự mạnh và khôi phục tất cả các cơ sở quân sự của Liên Xô cũ. Ông Skibisky cho hay, họ làm mọi thứ để có thể duy trì lãnh thổ mà họ mới kiểm soát được, tỉnh Kherson, tỉnh Zaporizhia cũng như duy trì Crimea. Sĩ quan tình báo quốc phòng Ukraine lưu ý rằng, Crimea có vị trí địa lý khống chế Biển Đen và phóng chiếu sức mạnh ra Địa Trung Hải. Ông Skibisky nhận định tiếp, sự hiện diện của Nga ở Syria và các nước châu Phi được hậu thuẫn bằng sự hiện diện của Nga ở Biển Đen, khiến họ có thể cung cấp mọi thứ trong tầm tay cho những gì mà họ có ở nước ngoài. Hành lang đất đó trở nên nổi bật với tư cách một trong những thành tựu lớn nhất của Nga sau 18 tháng xung đột vũ trang với Ukraine. Nếu để rơi Crimea trở lại quyền kiểm soát của Ukraine, đây sẽ là một tổn thất chính trị lớn đối với ban lãnh đạo Nga, đồng thời sẽ gây nguy hiểm cho các lực lượng Nga đang đóng quân ở Crimea và tham chiếu ở Ukraine. Thách thức này sẽ nổi rõ nếu Ukraine phá hủy được cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, ông Skibisky nói. Hiện nay, Liên bang Nga đang tích cực sử dụng bán đảo Crimea để tiếp tế cho các đơn vị quân sự của họ ở các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Các tuyến cung ứng, vận chuyển vũ khí, khí tài và binh sĩ của Nga đều đi qua Crimea. Tại Crimea, họ gần đây đã lập ra tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 18, hiện đang tích cực hoạt động trên trục Zaporizhia để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Các chiến hạm Nga từ Biển Đen thường đều đạn phóng tên lửa hành trình tới các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Phó Tổng cục trưởng Tình báo Quốc phòng cho biết, mối đe dọa mà hạm đội Biển Đen tạo ra cho chúng tôi chủ yếu liên quan đến tên lửa hành trình Kalib. Trong tháng qua, họ đã tích cực sử dụng Crimea để đánh vào các cơ sở cảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể dự báo rằng Nga sẽ tiếp tục tập trung nhân lực, quân sự và xây dựng lực lượng vũ trang của họ trên bán đảo Crimea và làm mọi thứ để kiểm soát khu vực Biển Đen. Trong khi đó,
giới lãnh đạo Ukraine đã thể hiện quyết tâm lấy lại bán đảo Crimea và các lãnh thổ khác. Năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, bắt đầu ở Crimea thì sẽ kết thúc ở Crimea. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, Crimea giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách của Tổng thống Nga Putin. Vừa rồi, Nga đã nhấn mạnh học thuyết hạt nhân của họ cho phép sử dụng thứ vũ khí đặc biệt này nếu sự tồn tại của nhà nước Nga gặp nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đúng kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.